Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 894 -1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Liên Thái Hoàng cho tôi trở lại với quý vị tiếp tục với thời sự thế giới vẫn còn một số các bản tin cập nhật bầu cử bởi vì đây là những cái chiếc ghế mà hầu như tất cả giới truyền thông đều nhắm vào chưa bao giờ lại xít sao đến như thế đặc biệt tại địa hạt số 3 của tiểu bang Colorado nơi mà đương kim dân biểu liên bang bà Bobert hoặc là cô Bobert đụng độ với ông Fish một người chỉ là thị trưởng quen thôi, một cái thị trưởng của thành phố Aspen thôi, cũng không có gì nổi bật hết. Ông hầu như nhiều người cũng không biết nữa, nhưng mà ông ra ông tranh cái ghế này và không ai nghĩ là ông thắng. Thậm chí như chúng tôi đã thưa đó là các cơ quan thăm dò họ cho bà à, hoặc là cô 33 tuổi, Bobert này 97% chiến thắng. Họ nói là cái chuyện đó đương nhiên, nhưng mà không ngờ thưa quý vị ngày hôm qua lúc mà chúng tôi gửi đến quý vị tin tức đó thì cái khoảng cách giữa ông Frisch với bà Bo, à, với cô Bobert này chỉ có 60 phiếu thôi nhưng mà người ta thấy cái phiếu dành cho cô Bobert này càng ngày càng tăng lên và kết quả đây cũng là tin vui cho cho cô bởi vì à, mới đầu thì rất là buồn nghĩa là cái nơi văn phòng tranh cử của cô đó là dân chúng kéo tới đông rồi chuẩn bị cũng là mở chai champagne ăn mừng rất lớn, hồ hởi lắm. Nhưng mà đến uh, sau khi phòng đầu phiếu đóng cửa đó, đến uh, 10 giờ tối thì thì khuôn mặt cô rất là buồn. Bởi vì không thắng. Không thắng vào tối bầu cử nhưng mà đến ngày hôm qua và đến sáng nay đó thì uh, tin tức cũng tạo cho sự lạc quan cho nên uh, trong suốt hai ngày nay cô hoàn toàn im lặng một người mà người ta nói luôn luôn nói lất lớn ăn nói la hét đủ hết và phần lớn đó là chỉ trích đảng dân chủ thế nhưng họ rất ngạc nhiên trong mấy ngày nay im lặng không nói gì hết sáng nay thì cô uh, viết trên uh, mạng twitter thật là nhanh uh, keep the faith hãy giữ niềm tin cô vẫn tin tưởng mình sẽ thắng thực sự thì bây giờ cô đang thắng với số phiếu vào khoảng 900 phiếu à, bobert là một người ủng hộ mạnh mẽ cho ông trump và cũng được cho ông trump hậu thuẫn phía sau cô là một người có tiếng nói rất mạnh ủng hộ cho cái cuộc mà mà à, sai trái về kết quả bầu cử rồi ủng hộ à, vấn đề mà chống phá thai đủ hết mạnh mẽ lắm một tiếng nói mà thậm chí ngay cả những người bảo thủ trong đảng cộng hòa của hạ viện cũng cũng sợ họ cũng chỉ trích khá nhiều. thế nhưng rõ ràng cử tri một điểm đáng chú ý đó thưa quý vị, cái khu vực mà của cô lại mà là khu vực bảo thủ của tiểu bang Colorado tương tự như thành phố Huntington Beach vậy, vậy mà họ đã không bỏ phiếu cho cô, họ bỏ phiếu trong Fish và đó là lý do đến giờ phút này cô không toàn thắng được. À, các nhà phân tích họ nói ngay cả khi cô thắng đó, thì cái, cái cái chiến thắng nó quá xít sao và coi đó giống giống như là một bài học với những cái hành vi mà cô đã làm ở quốc hội trong thời gian vừa qua à, đó là tình hình của Colorado và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi à, các kết quả này để gửi đến quý khán thính giả trong thời gian tới hồi nãy à, chúng tôi à, anh Thái có đề cập đến à, ông Trump thì à, một trong những à, các nhà phân tích đó họ cho biết là vẫn có nhiều khả năng là ngày thứ ba tuần tới ông ngày 15 đó, ông Trump sẽ tuyên bố ra tranh cử ghế tổng thống 2024 à, các cố vấn cho ông trump xem đây cũng là một cái hành động khôn khéo bởi vì à, trước đó chúng ta cũng biết đó, là ông dự trù là sẽ công bố cái, cái cái việc mà ông ra tranh cử À, có thể là trong khoảng thời gian bầu cử. Nhưng mà rồi cố vấn họ nói khoan khoan. Mình chưa biết được mặc dầu đó. Nh bên phía đảng Cộng Hòa và kể cả ban à, cố vấn và vận động của ông Trump. Đó, tin tưởng là đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số. Và thật nhiều phiếu luôn nữa. Ít nhất là vài chục ghế. Và ông Trump nghĩ rằng những ứng viên ít nhất là 300 ứng viên ông ủng hộ đó họ sẽ lấy hết tất cả hoàn toàn tin tưởng vào điều đó à, và ông thế nhưng cố vấn họ nói đó à, khoan đừng có nên tuyên bố gì vội bởi vì nếu như kết quả đúng như mình mong đợi thì đến ngày thứ ba tuần tới ông tuyên bố sẽ là một cái cơ hội rất lớn và sẽ nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn bởi vì chúng ta là phe chiến thắng thế nhưng à, đến tối ngày thứ ba vừa rồi thì một trong những người buồn và giận dữ nhất lại chính là cá nhân của ông Trump ông đổ lỗi hết tất cả mọi người hết và à, giận dữ khi mà luôn cả vợ của mình và những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ông là ông Sean Hannity của đài truyền hình Fox. À, tuy nhiên đến à, ngày hôm qua à, mặc dù hiện nay ông thấy cái sự thất bại của đảng cộng hòa như vậy nhưng mà vẫn kiên trì một số các nhà phân tích thì họ nói rằng cái lòng căm thù và cái tham vọng muốn trở lại chính trường nhất là vào lại tòa bạch ốc đó đã che phủ hết tất cả những gì mà các cố vấn họ nói và kể cả các ứng viên của đảng cộng hòa hiện nay như chúng ta đã thấy đó là họ không còn ủng hộ nữa ngay cả đài truyền hình fox cũng lên tiếng đây không còn là thời đại của trump nữa hãy để qua một bên hãy giúp cho họ hy vọng ông trump thay vì tranh cử riêng cho ông thì dùng cái thế lực hiện nay người dùng vẫn tin rằng ông vẫn còn có thế lực vẫn còn cử tri đảng cộng hòa ủng hộ cho ông hãy dùng thế lực đó để hỗ trợ đoàn kết với đảng cộng hòa bảo thủ thay vì cứ tách riêng để mà chống lại ông DeSantis. À, trong suốt hai ngày nay đó, ông Trump luôn luôn đưa ra những cái thông điệp để chống lại ông DeSantis nặng nề luôn nữa. À, một trong những câu nói mà ông nói đó, I made you, tôi là người đã tạo ra anh, thì anh đừng có phản bội. Ông Trump nói là DeSantis hiện nay làm muốn phản bội ông bởi vì những những gì mà ông đã hỗ trợ cho DeSantis. Một phút dưới còn lại để hỏi anh Thi câu này. Ông Trump ra tranh cử thì lợi cho ai? Lợi cho Cộng hòa là lợi cho dân chủ. À, lợi cho dân chủ rất nhiều mà chúng tôi nghĩ rằng Đảng dân chủ rất muốn họ thực sự đó ngấm ngầm họ vẫn muốn ông Trump ra tranh cử bởi vì à, cái việc mà ông ủng hộ cho Đảng Cộng hòa vừa rồi đó đã tạo cái sự thất bại rất lớn cho Đảng Cộng hòa mà nếu mà cái tiến trình này còn tiếp tục nữa đó thì năm 2024 sẽ là một cái năm đầy chia rẽ cho Đảng Cộng hòa, trong khi đó thì Đảng dân chủ rõ ràng trong suốt thời gian qua họ phải nói rằng cái việc mà họ đánh bại cái thế làn sóng đỏ của Đảng Hòa là một cái chiến lược vô cùng hay bởi vì mới đầu thì họ đánh vào cái thế mà phá thai, nhưng mà rõ ràng mối quan tâm của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua đó là vấn đề phá thai. À, họ cũng quan tâm đến lạm phát lạm phát vẫn đứng đầu nhưng mà rồi các cử tri của đảng dân chủ họ nói không à, người phụ nữ à, đặc biệt là cái thành phần trẻ họ nói chưa à, so với à, năm 2020 thì hai thì lần nữa thành phần trẻ họ nói tương tự như thời của ông obama họ đứng ra để họ bỏ phiếu và cái thành phần trẻ đã hỗ trợ giúp cho đảng à, dân chủ à, giữ được cái vị thế không để quá mất quá nhiều ghế vào tay đảng cộng hòa thậm chí anh có ngạc nhiên là ghế thống đốc. Đảng Dân Chủ còn lấy thêm ghế của các ghế thống đốc rất quan trọng cho cuộc bầu cử 2024. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.